mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt cái rượu mới nó ráp vô cái rượu cũ chỗ này, nó chạy dọc bờ kênh này lên. Kinh này cái nó chạy đâu ta, như kinh Trà Sư mà nó chạy từ kinh Trà Sư xuống rồi. Nhà có sơ mi bê tông, thùng gió, thùng nước, máy xăng, máy dầu, đi mô phát điện, đi mô hàng, tăng vô hàng, mô tô diệt tăng điện sóng, ổn áp, cốc đời, bình ắc quy hư, xe đạp điện, điện thoại hư, mua luôn cô bác ơi. Nhà có xe máy bất tâm, thùng gió, thùng nước, máy xăng, máy dầu, đi mô phát điện, đi mô hàng, tăng vô hàng, mô tô tự tăng điện sống, ổ máu, sốc đời, bình ắc quy hư, xe đạp điện, điện thoại hư, mua luôn cô bác ơi. Cùng với anh em tìm đến mọi người, ông này chắc xiết cá. Ông dân ở đâu ạ? Sông nãy hả? Năm nay không có nước, không có gì, sao có cá nhiều nữa? Gì hết? Hả, quay bánh kẹp có gì? Quay bánh kẹp chứ có gì nè. Vậy chú đâu, chú ơi phiền. Tôi đi qua đây hoài vậy. Mùa nước, mùa nước là qua đây quay nè. Quay này rồi về ở đâu lận? Tôi ở trong Tito này chứ đâu. Dạ. Hồi trước hay đi ngang đây mấy bà làm cá ở đây nè. Dạ. Làm cá, làm cá. Cá chiều quá, chiều chọc tôi á, mới có gì mà quay được. Mùa Covid ở đây có bị không? Có, ở đây dùng xanh mà. Dạ. Đám ở cầu số 10 là te tua à.
nhà xưa nữa. Này cũng nhà xưa, làm theo kiểu lộc ngói hồi xưa. Này ra cầu số 10. Vài năm nữa làm xong đường này là ở đây lạ quắc luôn. Khu làm khu. Này bánh tà yến nè bà con. Còn này bánh kẹp. Kẹp nè. Bánh tà yến ngon không? Ngon, tà yến là béo ngon. Cái hàng ổng kẹp rồi thấy chưa? Quay phim lên luôn, lên mạng luôn. Ổng khen rồi đó. Đi đầu cảnh ghé đây ăn bánh tà yến cho bà con. Bánh tà yến mà này làm ngon rồi. Ngon nha. Đúng rồi. Mềm mà béo. Bánh kẹp mà cũng được. Kẹp cũng ngon. Đúng rồi, bánh tay yến ngon hơn. Cháu mời ra ba đây cô bác ơi. Bánh là bác, ăn bánh nổi rồi đó. Cháu mời ra ba đây cô bác ơi. Vậy là chú ở Trung Sơn. Ông Trung Sơn ra đây ông mua thịt. Cái lặn đường ở xã Đậu Cảnh, con đường này là đang trong quá trình xây dựng rồi. Đó, cỡ 1 năm 2 năm nữa là đi đường này là đẹp rồi. Bây giờ nó đang làm sửa sạm mặt bằng, sửa sạm mặt bằng đang làm đường mới. Còn ngổn ngang. Ở đây trong mùa nước đó là ta làm cá giữ đúng ở chỗ này. Là phong sẵn dạ. Phong sẵn trời quý kìa bác. Nhưng mà năm nay một mặt là bị dịch bệnh rồi Covid rồi một mặt nữa là không có nước đủ không có về. Cái này thì thấy con mặt đường nó còn thấp thì chưa tới nó làm đường nữa, nó đổ đất đổ đá lên phun cả thước. Mấy nhà thấy cao cao thì chưa tới làm đường là có thể lún xuống luôn. À, bà con ở đây cũng còn nghèo. Chuẩn bị nó làm mặt bằng để mà nó đổ đất đá. Khúc trong kia nó làm xong rồi, còn khúc ngoài này cái đường này nó giáp ranh, nó chạy giáp với cái đường cầu ở đường lộ tẻ Long Xuyên. Long Xuyên thi công đường này nó chạy băng ngang cái đường lộ tẻ cắt ngang rồi mà nó chạy còn chạy dài xuống dưới Kiên Giang dưới chắc nó làm là chạy đụng với đường quốc lộ. Mới ra
đây hình như là nó ta đụng cầu 13 chứ không phải cầu số 10. Đang chuẩn bị làm đổ cát vô, bơm cát vô rồi mới làm mở rộng thêm. Ở bên đây là cái phần mở rộng, chứ bên đây thì nó giáp với cái này là ngâm lúa để xạ. Bên đây nó giáp với bờ kinh rồi đâu có mở rộng được. Bằng trái tim